Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Shiro Man Shiro của Takibi. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại Star Blade. Con ngạc huyền thoại thôi, con ngạc quen thuộc của anh em thôi. Đó là con ngạc tân thủ siêu cấp TNT Meme. Thì con ngạc như mình nói thì con ngạc này thì mình sẽ quay gọi là kiểu đồng hành và quay nhiều clip hơn nữa, cho nên anh em thì nói chung là cứ quen thuộc với con ngạc này đi nha. Con ngạc tân thủ siêu cấp TNT Meme. Hiện tại thì nói chung thì clip này chắc là mình sẽ up theo kiểu 3 ngày liên tục, cho nên mình nghĩ chắc là ngày hôm qua và ngày hôm kia thì anh em cũng đã có xem rồi, cho nên anh em sẽ rất là thân quen con này thôi, cũng không có gì xa lạ. Chúc anh em ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe để ghi kênh ủng hộ cho mình. Hiện tại như anh em đã biết thì clip trước mình đã nạp vào và quy đổi 16.000 ESU nha anh em. Thì phản hồi anh em có thể thấy là nhận gần hết rồi, chỉ còn hai cái nữa thôi. Thì hôm nay thôi, lỡ nhận rồi phải nhận cho hết anh em, cho nên thôi tiếp tục quy đổi ESU nha anh em, nạp tiếp và nhận tiếp. Như là có tính ra là được trăm dấu đỏ nè, rồi điểm chiêu mộ quá trời luôn nè, một cái cờ đặc biệt mom nè, một cái vest quy tộc mới là quan trọng nè anh em, và túi đá khắc ấn hào hoa hả. Cái này khá giống với túi thủy tinh thời trang nhưng mà không phải nha, mình cứ tưởng là thủy tinh thời trang. Rồi đặc biệt đây chúng ta có thêm 1.000 huy chương Wano nhưng 20. Ở đây thì có một cái túi nguyên liệu năng đồ rèn của vũ khí, thì cái này có 936 quặng sắt. Dưới đây là nguyên liệu tăng cấp vòng, thì chúng ta sẽ được đám kim hoàng mỹ thôi, còn lại tất cả đều là nguyên liệu như hải ma thạch, san hô, chứ không có quặng nha. Tại vì rèn dây chuyền thì nó không có tốn quặng. Rồi ok, bây giờ chúng ta tiếp tục nhé. Clip trước thì mình đổi 16.000 và clip này chúng ta tiếp tục đổi 15.000 nha. Quá nhiều ESO và mỗi lần có clip đổi thế này là phê vãi lên anh em ơi. Rồi, bây giờ mình đang có mặt tại AD 568, nói chung là mình đã có mặt sẵn ở chỗ đổi ESO rồi, cho nên không có gì gọi là khó khăn cả. Chúng ta sẽ chọn server cần quy đổi. Thì bây giờ thì cần đổi 15.000, cho nên chắc là sẽ đổi 3 lần, một lần là 5.000 nha anh em, tại vì tối đa chúng ta thì có thể đổi 5.000 thôi, chứ không có cái mốc nào mà đổi 15.000 hết. Chọn bên server 568, chọn server là 562. Đó là server Basscater gì đây. Nói chung là anh em kiểm tra lại server cho nó chính xác nha. Sau đó chọn mốc 5.000, sau đó chọn nạp tiền. Ok, giao dịch thành công. Chúng ta tiếp tục với chọn tiếp server 562 Basscater. Tiếp tục là nhìn, chúng ta nhìn kỹ có đúng server chưa. Chọn mốc 5.000, như vậy là coi như 10.000 ESU đã bay. Chúng ta còn một lần nữa, chúng ta tiếp tục chọn server 562 Basscater. Tiếp tục kiểm tra xem có đúng server hay chưa và chọn mốc 5.000. Như vậy là coi như đã xong, hoàn thành xong 3 lần là 15.000. Sau khi xong 15.000 thì tất nhiên trong game thì chúng ta sẽ được cộng thêm 15.000 vàng, từ 3.000 lên 18.000 vàng, anh em thấy chưa? Hai cái chỗ này vẫn chưa được, đơn giản là tại vì nó đang còn bị đơ và nó bị ngu người anh em à. Thì chúng ta tắt đi sau đó mở lại sẽ được thôi. Đó. Thấy chưa? Vét quý tộc anh em ơi, nhìn là thấy phê rồi anh em ơi. Tất nhiên cái này thì mình không thể nào từ chối được, mình phải chụp lại tấm hình nha anh em. Mình sẽ chụp luôn cả cái chữ lĩnh nữa cho anh em xem. Đó, phê chưa? Nhìn là phê rồi anh em. Nay mình sẽ lưu là phản hồi cuối đi. Rồi, phản hồi cuối đi ha. Nói chung mình cũng đặt tên nhiều cái phản hồi cho nó bị trùng lập. Rồi mình sẽ kiểm tra túi một xíu coi thử nó có trống hay không thì mình còn nhận đồ. Cái này là gì đây? Hoa Hảo Nguyệt Viên. Trời ơi, hai cái danh hiệu này luôn, chắc là có rồi đúng không? Danh hiệu đã có rồi nha. Wow. Rồi, chúng ta tiếp tục là xem thử coi. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu xem ở trang 5. Bắt đầu xem ở trang 5 nha. Rồi, chúng ta sẽ bay vào phản hồi, sau đó chọn lệnh hai cái này. Sau khi lệnh thì chúng ta còn có thêm 20 mảnh trái ngũ lôi và 10 mảnh của trái giật hổ nha anh em. Đó, mảnh của trái ác quỷ nha. Không biết thì đã có sẵn bao nhiêu cái gì chưa, nhưng mà hiện tại như mình thấy là cái này hình như là có luôn rồi nè. 50 mảnh ngũ lôi, bây giờ thêm 20 nữa là 70. Trời ơi, còn thiếu 30 mảnh nữa thôi là chúng ta có một trái ngũ lôi nè. Đây là trái giật hổ, trái này có vẻ là một trái mới thì mới được có 10 mảnh thôi, cộng thêm 10 mảnh hiện tại nữa là 20 mảnh. Rồi ok, tuyệt vời. Quan trọng là cái thời trang này anh em. Thời trang này là trang bị cho đồng đội, mang tên là vest quý tộc nha anh em, một cái thời trang cực kỳ mạnh. Chúng ta biết cái áo choàng vệ vương là đã mạnh rồi, nhưng mà cái này nó còn mạnh hơn nữa, cho nên là không thể nào mà so bì được nha anh em. Tuyệt vời. Không biết có mang được nhân vật chính không ta. Ô, mang nhân vật chính là thất bại nha, tại vì chúng ta chỉ được mang cho những đồng đội khác thôi. Hiện tại thì đã cấp 96 và lực chiến là 1.3 triệu rồi anh em, quá ghê gớm. Theo như lẽ bình thường thì này cấp 96 thì nó thiệt tầm 900k thôi là đã ghê gớm lắm rồi. Này dứt lên 1.3 triệu thôi ai đỡ nổi. Cho nên bởi vậy thì vẫn đang xếp top 1 thôi. Ui, đấu trường lại bị rớt top rồi nè. Thanh niên Angle này
Sao cứ đánh mình thế nhờ? Lúc trước mình đã đánh lấy top 1 rồi, giờ thanh niên này đánh mình nữa. Ồ, đau đớn thiệt. Thật là đau đớn quá đi. Huy chương Wano này chắc mình cũng sẽ cất vô kho. Hiện tại có 95 mình nè, rồi cho là 100 luôn đi ha. Thì coi như là được 100.000 điểm Wano nè. Rồi cái túi nguyên liệu này thì cứ để đi ha, khi nào dùng mở cũng được. Một cái băng hải tặc Big Mom cất vô kho là được hai cái. Wow. Cái cờ Big Mom này chắc là tăng lực chiến nhiều nha anh em. Mình nghĩ là cờ Big Mom tăng lực chiến nhiều á. Cái điểm chiêu mộ này thì tạm thời mình cũng sẽ để đây luôn đi ha. Khoe một ít điểm chiêu mộ cho anh em xem, thì hiện tại trong cái ác ma của chúng ta đã có là 79.000 điểm chiêu mộ, coi như là 80.000 đi ha. 80.000. Bây giờ có thêm này là cái này 500, 5 nhân 3 là 15, là thêm 15.000 nữa, là 80 cộng 15 là 95.000. Gần 100.000 điểm chiêu mộ. Cấp 96 sở hữu gần 100.000 điểm chiêu mộ. Ui mẹ ơi. Anh em có gì bất ngờ hay không? Nếu có bất ngờ cái gì để lại comment cho mình biết nha. Rồi, thì tiếp theo nữa thì còn rất là nhiều thứ để nhận nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiêu vàng để cho nó đủ cái mốc này. Hiện tại bạn ấy có nói với mình là anh tiêu nói chung là tiêu tiêu thêm khoảng 4.000 vàng nha anh em, để mình lấy cái mốc 25.000 vàng. Mốc 25.000 vàng thì chúng ta sẽ được là túi lựa chọn Best Cam B và túi mảnh túi thần thạch thủ. Nói chung thì Best Cam B thì chắc là cũng không gì đặc biệt, tại vì bạn ấy đã sở hữu Best ngon hết rồi. Megalo đã có rồi. Còn Best phụ thì đang chơi Momonosuke nên nói chung là đều ngon hết rồi. Ok, thì mình sẽ tiêu thêm vàng nha, để tích đủ luôn. Còn 1.600 tức là chúng ta cần tiêu khoảng 4.400. Ở đâu phải? 3.400 chứ, tiêu 3.400 là đủ rồi anh em, 3.400 đúng không? 3.400 thì đây còn bánh mì nè, cho nên là giờ mình sẽ tiêu hết này coi. Ui. Cái này mua mát rồi tiêu được có 1.000 anh em ơi. Rồi, chúng ta mua bánh mì cái đã đi rồi tính tiếp. Như lại là 22.600, bây giờ chúng ta còn tiêu khoảng là này còn 3.000 trừ đi là 2.400, 2.400 nha anh em. 2.400 thì giờ biết mua cái gì bây giờ trời. Cái này thì 4.000 rồi. Ồ. Cái này nguyên tố hả? Ok, chắc là mình sẽ mua báu vật. Cái này 1.000. Ồ, cái này là 1.000 anh em, chắc là mình mua hai hộp. Chắc mình mua hai hộp nha. Tại vì báu vật này cũng khá là ngon, cho chúng ta báu vật cam. Hiện tại thì đồng đội chắc là đã chưa mang báu vật cam đâu ha. Đấy, này ba báu vật cam nữa, này còn còn đâu có cùi nè. Ờ, nhưng đồng đội bạn chơi thì chúng ta có thể kể đến là có Urop này, Urop vật công SS trừ. Báu vật thì cũng chưa mang cam này, cho nên là mình sẽ ưu tiên mình mua thêm cho bạn ấy. Mua thêm cho con ạc này là hai món báu vật cam. Thẳng tiện là tiêu 2k vàng luôn, chứ giờ cũng không có gì ngon để mua. 24.600, tức là chúng ta còn khoảng 400 vàng. 400 vàng nha, 400 vàng. Thì 400 vàng này chắc là mình sẽ mua nguyên tố, chứ giờ cũng không còn cái gì mua. Bánh mì đó ra mua bánh mì mà hết rồi, cho nên mình chọn mua cái này nha. Thì còn khoảng 400 đúng không? Đây, con này 3 306 nè. Mua 3 cái. Rồi như vậy là vừa đủ luôn, dư được 18 vàng thôi, không sao cả. Rồi chúng ta sẽ nhận móc của 25.000 vàng nha. Đây, móc 25.000. Yeah. Móc này có khá là nhiều thứ, đặc biệt là có một cái túi lựa chọn bet cam B. Thì cái trong cái túi này chúng ta sẽ có Megalo hoặc là Monosuke. Mà hai con này thì hoặc này đã có rồi mới đau chứ. Cho nên thành ra quả trứng này coi như là vô dụng, không có tác dụng gì nhiều. Không biết là có cống hiến cái ác ma được không. Nếu mà được thì để dành ít bữa cống hiến sao đi. Rồi ok, coi như là xong thêm một phần. Phần tiếp theo đó chính là nhận có dê đúng không ta? Để mình coi không. Tích lũy xong rồi nè, phản hồi xong. Rồi bây giờ là nhận có dê thôi. Rồi ok, chúng ta sẽ bay sang ngân hàng có dê nha. Coi coi nhận được những cái coi dê gì nha anh em. Chúng ta sẽ đăng nhập vào cái nick, sau đó chúng ta chọn server 562. 526 chứ đúng không? Ủa không phải, 562. Rồi, chọn đúng server, sau đó thì chúng ta chọn tích lũy nạp thẻ. Như vậy là quá trời coi dê luôn ông ơi. Quá trời coi dê luôn ông giáo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tổng cộng có 8 coi dê để nhận anh em à. Ok. Một coi dê, hai coi dê, 3 con dê, 4 con dê, 5 con dê, 6 con dê, 7 con dê, 8 con dê. Thì mình cũng có thấy rất là nhiều bạn comment nói mình là tại sao lại đọc là con dê, trong cái này đọc chính xác đọc là code. Code mới đúng nha. Thì mình xin trả lời luôn, thì mình đọc quen gì thì mình đọc thôi. Còn qua mình cũng không quan trọng đọc đúng hay sao. Nói chung là mình quay clip cho anh em thì mình đọc quen thế nào mình đọc thôi. Không quan trọng vấn đề đó, cho nên mình vẫn là đọc là con dê nha anh em. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhận từng con dê một nha. Có dê đầu tiên
Thì cũng là một cái con dê cũng không ngon đâu. Nói chung bắt đầu từ những con dê đầu tiên thì cũng không ngon lắm đâu. Thì mình sẽ nhấp vô thư cho anh em xem quà luôn nha. Đó, đây là con dê đầu tiên. Tuy là không ngon thiệt nhưng mà đối với con ạc 96 này thì nói thiệt mình mấy thứ này rất là cần luôn. Mình thề với anh em luôn, mấy thứ này rất là cần cho tân thủ luôn nha. Con dê thứ hai. À, chúng ta sẽ tiếp tục bay vô lễ bao. Sau khi nhận xong thì quà nó sẽ hiển thị luôn rồi, anh em có thể nhìn thấy nha. Đó, đây là con dê thứ hai nè, thấy chưa? Rồi, con dê thứ ba nha. Thật ra thì cái này anh em có thể xem được ở tích lũy thôi, event tích lũy thôi, nên cũng không có gì hết. Có một cái bảng thống kê từng quà luôn mà. Rồi, đây là con dê tiếp theo. Đấy, anh em có thấy là có 20 cái bí kíp nhiệm vụ nha. Cái này có tác dụng là mình làm nhiệm vụ hàng ngày, mình làm mới thì đỡ tốn vàng. Rồi, con dê thứ tư đúng không? Rồi, con dê này thì bắt đầu nói chung là ngon dần rồi nè. Có viên vỏ sò, có cái ma phấn tinh linh cao cấp, đồ rèn, các thứ. Rồi, tiếp tục là con dê thứ 5. Nhận phê luôn anh em. Những cái clip thế này thì rất là phê luôn đúng không? Ui, con dê này thì chúng ta có 10 mảnh thần thạch thủ. Ồ, ngoài ra thì có túi cờ sơ cấp. Đấy, rất là nhiều thứ luôn. 10.000 đá hai hồn nhân 5, tức là 50.000. Con dê thứ 6. Nói chung là bắt đầu về sau thì con dê sẽ càng ngon thôi. Wow, con dê này được tiếp tục là huy chương Wano nhân 6, một cái túi cờ trung cấp, nguyên liệu bá khí hào hoa, 10 mảnh rương phóng xạ và 3 triệu kinh nghiệm bảo thạch. Rồi, còn hai con dê nữa nha. Còn một con dê cuối cùng thì con dê này có mốc là 20.000 lận, cho nên là muốn nhận là chúng ta sẽ cần phải nạp thêm là 5.000 ESU nha. Rồi. Chúng ta sẽ xem cái con dê này được gì đây. Ui, con dê này được 10 mảnh của trái nguyệt ảnh, 15 mảnh thần thạch công, một cái túi thủy tinh thời trang hào hoa 6.666 và một cái túi tẩy luyện bảo thạch hào hoa, rất là nhiều những cái viên để tẩy, quá tuyệt vời. Và con dê cuối cùng nha, con dê cuối cùng của chúng ta thì ui lại được thêm 10 viên Wano, nhưng 10 là 10.000, 10 mảnh túi chọn bản vẽ thần bí, cái này thì không biết là được cái gì đây. Ui, 20 mảnh Tiamat chu choa. Thì theo như mình biết thì con dê của đợt tích lũy này có tới 50 mảnh của Tiamat lận nha anh em. Cho nên là con dê cuối cùng là 20.000 đó, là con dê có thêm 30 mảnh Tiamat nữa. Wow, rất là ngon luôn. Kinh nghiệm bảo thạch 9 triệu. Rất là nhiều thứ luôn. Đấy anh em thấy không? Rất là nhiều, tuyệt vời luôn. Cái này thì nhận sao cũng được, không quan trọng. Rồi, một cái con dê cuối cùng nữa. Tuy nhiên thì con dê này chưa đủ cho nên là tạm thời để ở đây ha. Đủ hay không thì tính sau. Rồi như vậy là phần tiếp theo của mình cũng đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng, đó là phần trang bị thời trang vest quý tộc cho đồng đội, đó chính là Urop nha. Thằng Urop này hiện tại là đang là đứa có vẻ là đam khá là to, tại vì vật công SS trừ luôn. Ui, nhân vật chính SS cộng luôn ông ơi. Vật công 71k, này 40k, vậy là nhân vật chính là người mạnh nhất. Rồi, mình sẽ trang bị cho Urop để coi thử coi cái vest quý tộc này tăng lực chiến thế nào nha. 1 triệu 32, chúng ta lên được triệu 33, tức là một chỉ tăng được khoảng 100k, hơn 100k. Theo mình nghĩ là hơn 100k, tại vì lúc đầu chỉ là 1320, bây giờ là 1337, thấy chưa? Nói chung là gần 200k luôn á, chưa cường quá nha anh em. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra lại, sau đó mình sẽ lưu lại cái lực chiến này cho anh em xem. 1320566, 1320566. Bây giờ chúng ta sẽ trang bị vào và mình cường quá cái vết quý tộc này lên nha, coi thử tăng lực chiến thế nào. Vết quý tộc này thì tất nhiên chúng ta sẽ cường quá, chúng ta cần thủy tinh thời trang. Đây, đấy. Hiện tại thì thủy tinh thời trang của mình là 3.000, tiêu một lần là 10. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cường quá nha. Nói chung quét cái tộc này nó ngon lắm nha anh em. Đó, cần cường quá thôi sinh mệnh cũng 2k1, phải liền thật. Chúng ta sẽ tiếp tục cường quá tới khi nào mà không còn thủy tinh thời trang nữa thì thôi. Rồi, như vậy là hết. Bây giờ chúng ta sẽ, anh em cứ yên tâm nha, chưa dừng lại ở đó, tại vì anh em có thấy đây mình có tới ba cái túi thủy tinh thời trang hào hoa, một cái túi này bao gồm 6.666, thì ba cái túi này mở ra thì anh em có thể nhân ra là được bao nhiêu, anh em có thể nhân giúp mình nha. Chứ bây giờ mình không, mình rất là lười nhân. À, chúng mày cũng thể chụp về tấm hình thôi, tại vì cái túi hào hoa này nó cũng khá là đẹp và nó khá là hiếm. Thật ra thì muốn có được túi cũng hơi khó đó, cho nên là mình sẽ lui là túi thủy tinh thời trang. Rồi, ok. Tiếp tục thì mình sẽ mở ba túi luôn nha. Rồi, chúng ta lại có lại thủy tinh thời trang thôi. Ui, 20.000. Tôi tính nó đâu cần nhân đâu. Mở ra xong nhìn vô đây là biết rồi anh em. Nhưng mà bây giờ tiêu một lần là tới 800 lần anh em. Rất là nhiều luôn. Đấy, tiếp tục cường quá thôi. Có nên cường quá mát không ta?
mình không biết là có nên dùng quá mát hay không, nhưng mà mình nghĩ chắc là mình sẽ tạm dừng ở mốc 21. Ôi rồi, ui hiện tại mát luôn rồi, đâu cho cường quá nữa đâu. Oh my god, tính ra là mình còn 6.000 nè, nhưng mà nó không cho cường quá nữa cho anh em. Rồi như vậy là sau khi cường quá 21 cái thì thiên phú chắc chắn sẽ gia tăng cực kỳ kinh khủng. Như vậy là từ SS trừ đúng không, SS trừ lên được SS không dấu, tức là tăng đường bậc nè. Cái này cũng tăng đường bậc. Cái ma công là từ A cộng lên S hả? Tức là tăng được hai bậc đúng không? A cộng lên S trừ, sau đó S không dấu. Ồ, hai bậc. Còn bên đây tam phòng full SS trừ. Hồi nãy là có mấy cái còn A cộng luôn nè anh em, có mấy cái là còn A cộng luôn nè. Nhưng mà sau khi cường quá xong thì lên được full SS trừ. Trời ơi. Rồi mình thấy lực chiến cũ mình trừ qua, lấy lực chiến mới mình trừ nha. 1377 4 1377 4 74 74 trừ. Như vậy là tổng cộng nó tăng được là 56.000. Ủa? Ủa? 56.908 hả? Ui có khi nào mình nhầm không ta? 1.377. Chắc là đúng rồi đó. Như vậy là cái thời vết quý tộc hiện tại là nó chỉ tăng được sau khi mình mang vào và mình cường quá thì nó tăng được là gần 60.000, gần 60.000 lực chiến. Ok, thì nói chung là chắc là cũng ok rồi anh em à. Tốt nhất là không nên tham lam. Như vậy là quá độ cho một cuộc tình rồi. Chính xác, lực chiến ban đầu là 1.32, bây giờ lên được 1.37. Rồi, hợp lý. Ok, như vậy là xong về phần đổi sâu, những con dê, phản hồi các thứ. Coi như mình đã hoàn thành clip này. Thấy chưa? Anh em có thấy thích thú với những clip kiểu này không? Thật sự là quá phê. Đổi xu một lúc mười mấy ngàn và đổi nhân quà phản hồi các thứ rất là nhiều luôn. Ngoài ra thì muốn khoe với anh em một chiến tích nữa, đó là về hoạt động bản quân tịch. Thì hiện tại con hạt này đang xếp top 1 nha anh em. Lấy quà liền. Hiện tại đang xếp top 1 nha anh em. Hiện tại mình đang tiêu nhiều nhất nè. Điểm quân tịch 342.000, công ghi top 2 ăn gờ tiêu điểm là 23.000, cho nên cũng còn cách xa mình rất là nhiều. Thành ra mình chắc chắn là mình sẽ có 50 mảnh Lucifer và thêm 10 mảnh của trái nguyệt ảnh. Bên đây còn có danh hiệu và rất là nhiều phần quà nữa. Ui có cả hộp này luôn không, ui trời ơi, không ngờ, mình không ngờ quanh tịch lại ngon vậy luôn. Trời ơi ngon chưa, quá dữ luôn. Thậm chí là có cả mảnh túi lựa chọn best bậc 1 nữa nè. Trời ơi kinh trời, 50 mảnh Lucifer. Và để mình xem thử coi trong hạt này còn có mảnh Lucifer sẵn chưa. 55 mảnh, như vậy là xong cái quanh tịch này là mình sẽ đủ một con Lucifer. Ngoài ra là cái trái nguyệt ảnh thì ở đâu rồi ta, nào mình vừa thấy có mà đây, 25 mảnh nha. 25 tính trong đây luôn thì mình được thêm 10 mảnh là 35 quanh tịch này 10 là 45, nói chung được nửa đoạn đường nửa trái nguyệt ảnh và kèm theo rất là nhiều trái khác đang chào đón chờ đón mình nữa. Trái long hồn, trái lưu thủy, trái ngũ lôi và trái giật hổ. Bên đây còn có cả trái hành phong nữa. Rất là nhiều trái đang chờ đón luôn. Thực sự con hạt này quá nhiều thứ để làm. Và trong tương lai chắc chắn là sẽ đồng hành cùng anh em chúng ta nhiều clip hơn nữa. Rồi, anh em cảm nhận thế nào về con hạt này? Kèm theo đó là cái clip của mình. Rồi, để lại comment mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình. Nhớ like, subscribe, mạnh mẽ, nhiệt tình, mạnh tay vô giúp mình nha. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Chắc chắn con ạc này sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ và kinh dị hơn nữa.